Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì một loạt các dòng TV phân khúc QLED TV của Samsung giảm giá rất chỉ là sâu, từ những dòng phân khúc TV đó là 55 inch, 65 inch và 75 inch, phân khúc là Q60B, Q70C và Q80C. Để cả ba phân khúc TV QLED này trong những phân khúc giá những số inch đó là 55, 65, 75 đều giảm giá mọi người nhé. Em xin nhắc lại là đều giảm giá. Sau đó mà em sẽ quay lại vài phút video để mà các bác nào muốn mua một trong những dòng sản phẩm TV QLED này có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị bên em ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Website này cungbac.vn và thông tin số điện thoại em sẽ để phần mô tả để các bác nào liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Yêu mến em thì dành tặng cho em Long những nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong video mới nhất các bác nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Đầu tiên thì em xin đi về phần khung TV phân khúc là 55 inch trước. 55 inch TV QLED thì chúng ta sẽ có các dòng Q60B, Q70C và Q80C. Em chỉ cập nhật dòng Q thôi, chứ không cập nhật các dòng BU và AU nữa. Con đầu tiên ở phía bên này thì chúng ta sẽ có con TV đó là 55Q60B. 55Q60B mọi người nhá. Màn hình TV QLED chân thiết kế ở chính diện. Màn hình TV QLED tần số quét là 60Hz. Chân thiết kế ở chính diện như này. Nhìn rất đẹp luôn. Màn hình rất sáng mà em quay các góc cạnh khác nhau thì đều cho ra một cái gam màu tươi và đẹp. Với 55Q60B bây giờ đang có giá tốt cho các bác chỉ còn có 11.710.000. Cho là 11.700.000 cho phân khúc TV là 55 inch. Màn hình chấm lượng tử, có điều khiển giọng nói và điều khiển của nó là điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Hệ thống giải màu hiển thị được 100% giải màu với màn hình chấm lượng tử quang tần đốt. Chúng ta có hệ thống OTS 9 và những cái dòng TV như thế này các bác sẽ có hỗ trợ thêm, đó chính là điều khiển giọng nói ngay từ ngoài màn hình chính mà không cần đến phải vào YouTube. Từ Q60B hiện tại bây giờ những các model đời mới và cập nhật phiên bản từ 1.5.20 trở lên, phiên bản phần mềm 1.5.20 trở lên thì chúng ta sẽ có thêm tìm kiếm giọng nói qua trợ lý ảo Bixby ngay từ ngoài màn hình chính và tìm kiếm giọng nói luôn từ ngoài đấy, giống như cái dòng của Android. Lưu ý giúp em là em cũng đã có những cái video hướng dẫn các bác cái trợ lý ảo đó trên kênh của YouTube của bên em. Thì các bác có thể vào kênh Tuấn Long Review xem hướng dẫn tìm kiếm giọng nói trên TV của Samsung mà qua ngay từ ngoài màn hình chính, không cần phải vào YouTube nữa, đúng không ạ? Ok, để con đầu tiên từ Q60B nhé. Q70B phân khúc TV là 55 inch thì em đang kê ở phía bên này. 55Q70. Đây đang kê ở phía bên này cho các bác. Đây mọi nhá. 50 thì chúng ta có chiếc quạc 55 inch, 55Q70C và 55Q80C. Ở đây thì 55Q8 và Q7 thì là hai phân khúc TV có tần số quét 120. Chứ nó không có phải là 60 giống như là Q60B nữa, Q60B tần số quét cũng chỉ là 60 thôi. Với 55 inch Q70B. Với màn hình TV là 55 inch Q70C và Q80C. Chúng ta có hỗ trợ là công nghệ màn hình 120Hz, chuyển động hình ảnh mượt mà, màn hình 4K và có điều khiển giọng nói. Thiết kế cũng rất mỏng mà nhá. Công nghệ chạy nét viền cho Q6 và Q7. Với Q70B, Q70C cho mọi người, Q70C 55 inch. Bên đang có giá là 16.990.000. 16.990 mọi nhá, một cái mức giá là rất rẻ cho con TV này. Phân khúc Q8 thì chúng ta sẽ có màn hình là màn hình 120 kết hợp với công nghệ là LED lèn chứ không phải là LED viền giống như các dòng Q6 và Q7 mọi nhá. Thiết kế của Q8 thì nó đẳng cấp hơn. Đấy, với công nghệ màn hình LED là LED lèn và chân của nó cũng là chân kim loại ở chính diện. Nó sẽ to bản hơn so với chân của con Q7. Con Q7 cũng là chân kim loại, Q6 thì là chân nhựa mọi nhá. Đều ba cái kiểu chân này đều là chân ở chính diện chứ không phải là chân hai bên. Nên các bác mua hàng hoàn toàn yên tâm chứ không cần phải đắn đo suy nghĩ là chân để đâu cũng được. Thì đối với màn hình TV này thì chúng ta có công suất loa lên đến là 40W. Các dòng Q6 và Q7 công suất loa chỉ là 20W thôi. Đối với dòng này chúng ta sẽ có công suất là 40, tức là gấp đôi so với các dòng Q6 và Q7. Tất nhiên là đối với dòng này nó vẫn sẽ thừa hưởng đó là điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời và có điều khiển giọng nói. Như em có nói, từ Q6, Q7 và Q8 sẽ có thêm trợ lý ảo Bixby tìm kiếm giọng nói ngay từ ngoài màn hình chính chứ không cần phải vào YouTube để tìm kiếm như mọi khi nữa. Cái cài đặt thì em cũng đã có video hướng dẫn các bác rồi nhá. Các bác có thể vào kênh của em vừa mới đăng tải cách đây một vài hôm thôi. Bởi vì vừa có phiên bản tiếng Việt cập nhật lên thì em cũng đã cập nhật phiên bản tiếng Việt cho mọi người rồi.
Với 55Q80C bên em đang bán là 19.440.000 quý nhá. 19.440. Và tương tự như thế thì chúng ta sẽ có những cái TV khác phân khúc, đó là 65 inch và 75 inch. Cũng là các dòng TV Q6, Q7 và Q80. Phân khúc 65 inch thì chúng ta sẽ có phân khúc 65Q60B là con đầu tiên. Cũng giống như 55 inch thì cả ba size này nó chỉ chênh nhau về cái phần thống kê những cái phần tính năng. Như em có phân tích những cái dòng 55 thì 65 nó cũng tương tự như thế mọi nhá. 65 nó cũng tương tự như thế. Và đối với cái dòng TV như là 65Q60B này thì bây giờ giá tốt nhất cho mọi người chỉ còn có 14.040.000 cho 65Q60B là con đang em đang kê phía bên này. Là con phía bên này. Thì ở phía bên cạnh nó thì em đang có thêm hai con nữa. Đó là con Q80C và con Q70C ở phía bên kia. Thì đây là cả ba con QLS em đang kê cạnh nhau. Với 65Q70C thì đang còn giá cho mọi người chỉ còn có 19.370.000. Và 65Q80C thì đang bán với giá là 22 triệu 800. Giá này thì cũng đã rẻ hơn so với cái thời điểm mà cái dòng TV Q7, Q8, dòng C nó mới ra mắt. Nó rơi vào tầm độ 7 đến 8 triệu đồng so với cái thời điểm nó mới ra mắt rồi các bác nhá. Nên là các bác mua trong cái thời điểm bây giờ giá nó cũng đang rất rẻ, nên không phải là nói là cái rẻ nhất từ khi mà nó mới ra mắt đến tận bây giờ. Đấy là cái dòng 65. Chúng ta lên đến cái dòng 75 xem sao. 75 thì em đang kê ở phía bên ngoài này. Cũng tương tự như thế thì chúng ta sẽ có các dòng TV là 75Q7, 75Q8 và 75Q6. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm hai con em kê cạnh đây là các dòng TV 75Q70C và 75Q80C. Đấy, Q7 thì các bác nhìn thấy là Q7 em cũng cho test thử cho bác cái tính năng đó là trợ lý ảo Bixby ở đây rồi. Mọi người nhìn thấy này. Tức là trợ lý ảo Bixby này trước chỉ tích hợp từ Q7 lên thôi. Nhưng bây giờ Q6 nó cũng có rồi. Với cái dòng BU nó cũng có rồi. Nhưng mà BU thì nó hỗ trợ cho bác đó là tiếng Anh thôi. Còn đối với Q6, Q7 và Q8 thì hỗ trợ thêm cho bác đó là tiếng Việt nữa. Hỗ trợ cho bác thêm tiếng Việt nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có tích hợp từ trợ lý ảo Bixby trên các dòng TV đó là Q6, Q7 và Q8. Thì em cũng đã test thử cho mọi người các dòng TV này. Nó sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rất nhanh từ ngay ngoài màn hình chính qua cái trợ lý ảo này mọi nhá. Đấy, trên các dòng TV 75Q70C thì hiện tại bây giờ em đang có giá rẻ nhất cho các bác là còn 28.870.000. 28.870. Và 75Q80C thì đang xuống giá còn 34.060.000. Rồi 34 triệu đồng và 28 triệu gần 29 triệu đồng cho 75Q7. Còn 75Q6 thì là con rẻ nhất bên em đang kê ở phía bên ngoài này. Với 75Q6 bây giờ chỉ còn có giá là bao nhiêu? 21.630.000 mọi nhá. 75Q6 là chúng ta có 21.630.000. Thì một số cái dòng TV QLED bây giờ đang có giá tốt. Em không cập nhật cho mọi người các dòng TV đó là QL85 hay là QL90C. Mà em chỉ cập nhật cho mọi người cái dòng TV là Q6, Q7 và Q8. Vì ba phân khúc TV QLED này đang có cực kỳ là nhiều các bác mua và đang săn đón trong cái đợt dịp này. Thì đợt này nó đang xuống giá rồi. Thì các bác nào có nhu cầu mua sắm thì có thể qua trực tiếp showroom bên em ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Website là ecomax.vn để đặt hàng của em anh nhé. Miễn phí vận chuyển cho các bác là rơi vào là 50 km đầu siêu các. Miễn phí vận chuyển là 20 km đầu tiên và bảo hành điện tử 2 năm tại nhà, hỗ trợ đổi mới trong 30 ngày đầu nếu TV có logo nhà sản xuất các bác nhé. Ok thì em Long xin chào cũng như hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.